Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bên trung tâm cây giống chỉ xài hai số điện thoại duy nhất hiện trên màn hình nha. Còn ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống có những cái chuyến đi giao hàng nè. À, đây là những chuyến xe mà đi giao hàng đi ha bà con. Giống như tour bên đây, giống như chiếc xe này thì đi tuyến Kiên Giang nha, Hậu Giang Kiên Giang nha. Mấy anh dọng xuống ở dưới Vị Thanh á, rồi mấy anh sẽ đi qua bên Kiên Giang giao hàng luôn. Xe này thì đi gồm có mít cuộc đỏ sơ vàng nè ha, sầu riêng ghi sáo và sầu riêng lách thon, sabo Mexico, vú sữa Mica. Còn xe nhỏ bên đây thì mấy anh sẽ đi Đồng Tháp nha bà con. Mấy anh sẽ đi Đồng Tháp, đơn này thì đi giao vú sữa Mica ha. Xe này xe nhỏ nè. À, thì ngoài đi giao bằng đường xe ra thì bên trung tâm cây giống vẫn có đi giao hàng bưu điện nha. Tức là quý bà con chúng ta mua số lượng ít á, thì bên Ly sẽ đi giao tại nhà cho quý bà con chúng ta qua đường online ha. Đây, đây là khu đóng hàng cây giống online nè. Bây giờ thì cũng đang mưa, mấy anh cũng đang lựa từ từ ha, lựa từ từ để đóng cho kịp giao hàng cho quý bà con chúng ta. Ngoài đơn cây giống ra thì bên Ly cũng có giao hàng phân bón nữa nè. Phân bón lá nha bà con, sâu nè. Đây, này là nấm khuẩn nha bà con, nấm khuẩn 068 để ngừa sơ đen á. Sâu ha, sâu 068 luôn nè. Cái này là của công ty Bio Gia Băng nha bà con. Bên đây là giao hàng Nofara, chị gầy xanh. Rồi cũng có Humit Gia Băng Ron, rồi siêu nấm bệnh nữa nè, siêu nấm bệnh. Rồi cái đơn này thì có bo canxi magie kẽm nè. Bo canxi magie kẽm cộng thêm một bịch siêu nấm nữa. Bo canxi magie kẽm thì quý bà con chúng ta trồng cây giống á, tầm khoảng là từ 2 đến 3 tháng á thì chúng ta phải ngừa nha, ngừa cây, ví dụ như thiếu kẽm nè, thiếu bo ha, thiếu magie nè ha, hoặc là thiếu canxi. Đó, thì quý bà con chúng ta nhìn cho cái lá nè, cái lá cây nè, thì quý bà con chúng ta thấy hiện tượng này thì nó sẽ thiếu những cái thành phần này. Thì khi mà bên trung tâm cây giống tư vấn cho khách hàng trồng á, thì bên Lê sẽ kèm theo một bịch bo canxi magie kẽm này, phun xịt lá, dưỡng lá ha, ngừa những cái hiện tượng giống như vậy luôn nha bà con. Đó, nước trái là thiếu canxi. Đây có nhãn lông tím nè, đây là vú sữa mica, cây giống rất là đẹp. Cái lô này rất là đẹp nha. Cây ghế nè, ghế thò ra bầu luôn. Đây là những cái ghế lông nè ha. Chiều cao của cây thì nó cao khoảng là từ 40cm đến 60cm. Cây đang hoa luôn. Cái chọt cây này thì nó to bằng cái ngón cái luôn, to hơn cái ngón cái luôn. Cái lô này gốc to. Cái lô này thì gốc to nè. Cây rất là đẹp. Cây rất là đẹp rồi. Ghế cây ghế cộng nào nó cũng lú lú ra bầu hết. Này là đơn này giao online 80 cây. Đây cũng là nhóm sầu riêng ruột đỏ đây nè. Nhóm sầu riêng ruột đỏ cái lô này là 15 cây nha bà con. 15 cây, cũng có khách đặt rồi. Lá sầu riêng ruột đỏ quý bà con chúng ta nhìn nó khác hoàn toàn nha. Cái thân cây nó đỏ nè. Thân cây nó đỏ và cái bề mặt ở dưới nó cũng đỏ luôn ha. Sầu riêng ruột đỏ thì xuất xứ từ Malaysia nha. Trong ruột thì nó màu đỏ, trái nó nhỏ thôi chứ nó không quá to, nó tầm khoảng 1 kg đến 1 kg rưỡi thôi, nhưng mà ăn cũng khá là ngon, mịn nha. Đây, cái xe này thì giao mít cuộc đỏ sơ vàng, lá bầu Indo. Đang lên tới gì rồi? Đang lên Sabo Mexico nha. Quay sát sát vô mới thấy, tại vì cái xe nó lên xe rồi nó hơi tối á. Quay sát sát vô thì mới thấy được. Đó, nhóm này là nhóm Sabo Mexico nè. Sabo Mexico là cây giống dạng dễ trồng nha bà con. Cho trái hầu như quanh năm, trái ăn cực kỳ ngon luôn. Cho mượn cây này, cây giống Sabo Mexico bên Ly nuôi nè, ghế nè. Ghế nó thò ra bầu luôn. Sang cái chậu to mà ghế nó ra được như vậy là nuôi rất là lâu rồi nha bà con. Đây là cái lá nè, hình thức lá của cây. Cây lực lãm lắm, khá là to nha. Chiều cao của cây thì cao khoảng 80cm tới 1m rồi đó. Thể loại cây giống là cây chiếc nhánh nha. Thì giá bán lẻ của bên Ly đang cung cấp là 100.000 trên một cây nha bà con. Cây được nuôi chậu giống như vậy rồi. Rồi chắc lên luôn đi chị. Trên xe thì cũng có lên sầu riêng rồi. Giờ tới lên gì vậy em? Giờ đang lên phân bón. Đây, cái đơn này thì cũng có phân bón nữa nè. Rồi Ly sẽ đi dạo một vòng quay cây giống cho quý bà con chúng ta xem luôn nha.
Đây là nhóm dừa đỏ Mã Lai nè. Dừa đỏ Mã Lai là cây rất là lùng nha bà con. Một quài dừa Mã Lai có thể là nuôi được 10 đến 20 trái, thậm chí là hơn 20 trái luôn nha. Nước nó uống rất là ngọt. Thị trường hiện tại cũng đang được xuất khẩu đi Mỹ hoặc là xuất khẩu đi Trung Quốc, và tiêu thụ nội địa của chúng ta cũng rất là mạnh nha. Giá hiện tại bây giờ là 60 đến 65 ngàn trên một chục giống dừa Mã Lai nha. Rồi đây là nhóm vú sữa Mika nè. Đó. Bên đây là nhãn Long Phụng Châu. Nhãn Long Phụng Châu thì bên Ly đang cung cấp với cái giá là 120.000 một cây, và cây vú sữa Mika bên Ly đang cung cấp với cái giá là 80.000 một cây. Rồi có lô táo Thái đang hoa. Đang hoa thì bên Ly đang cung cấp với cái giá là 80.000 đến 100.000 trên một cây ha. Rồi đi qua đây Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta thêm vài cây giống nữa nha. Đây, nhóm này là nhóm thanh trà ngọt nha bà con. Đó, nhóm thanh trà ngọt nè. Rồi đây là cây măng cục Thái. Thể loại là cái cây ghép giống như vậy, thì chúng ta trồng tầm khoảng 2 năm rưỡi đến 4 năm thì bắt đầu nó sẽ ra trái, tàn nó rất là nhiều. Cây nó rất là lùng, thậm chí là cái cây nó xà xà dưới đất thì chúng ta ngồi chúng ta hái trái luôn á, năng suất cũng rất là cao. Chúng ta trồng cái cây măng cục Thái, thứ nhất là chúng ta được nè, trái to hơn này nha bà con. Hạt nó sẽ lép hơn và nó sẽ ít xì mủ hơn, và cây nó sẽ lùng và năng suất nó sẽ cao hơn khi mà quý bà con chúng ta chọn trồng cái giống măng cục Thái ghép nha. Rồi tới cái cây tiếp theo nữa cũng xuất xứ từ Thái Lan, đó chính là cây bòn bon Thái nha. Đây, thể loại nhân giống là cây ghép. Cái lô này thì Ly còn cũng không có nhiều, tầm khoảng hơn 200 cây thôi. Hơn 200 cây, lá già rồi, cây này trồng liền được luôn. Bòn bon Thái thì trái nó sẽ đang thành chùm ha. Một chùm của nó có thể là từ 300 g đến 500 g. Trái ăn cực kỳ ngon luôn nha. Cây bòn bon Thái thì chúng ta trồng tầm khoảng là từ 2 năm rưỡi đến 4 năm thì nó cũng bắt đầu ra trái nha. Giá bán trái thì từ 60 đến 150 ngàn trên một ký ha. Còn đây là cái gốc nè, cái gốc của Ly làm thì từ một phân ha, một phân tới một phân rưỡi đường kính của cây á nha. Còn tuột đọt ở trên thì cây nó cao khoảng là 3-4 cm rồi. Cây nó được hai nhánh này ha. Cây bòn bon thì nó sẽ mọc ở trong thân, nó mọc ra nha bà con. Nên chúng ta cũng có thể là trồng xen canh vô khu vườn dừa nè, khu vườn măng cục nè, khu vườn mít nè ha. Thậm chí là trồng vô sầu riêng cũng vẫn được luôn. Tại vì bạn này nó sẽ vuông lên, nó không có dạt tàn ra, nên chúng ta thích hợp để trồng xen canh nha. Bạn này nó chịu bóng râm hết bà con. Rồi cái bên thì có lựu đỏ Ấn Độ. Lựu đỏ Ấn Độ thì bên Ly đang cung cấp giá lẻ nha. Giá lẻ hàng nhập khẩu thì là 150 ngàn một cây. Còn cây bồn bon Thái cũng là 150 ngàn một cây luôn. Rồi cái nhóm hàng này là nhóm mít sầu riêng nha bà con. Nhóm này là nhóm mít sầu riêng nè. Thì bên Ly có cung cấp mít mơ ha, mít mơ có dĩ béo của sầu riêng, và bên Ly đang cung cấp cái lô này thì là mít sầu riêng. Mít sầu riêng khác và mít mơ nó sẽ khác nhau. Khác nhau như thế nào thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn. Thứ nhất là nó sẽ khác nhau về cái mặt lá. Mặt lá của cây mít sầu riêng thì lá nó sẽ sáng hơn, nó sẽ vàng hơn. Và cái trong cái thân này nè, trong cái thân này nè, lông nó sẽ dài hơn nha bà con. Lông nó sẽ dài hơn, dài hơn rất là nhiều, và cái mặt lá của nó sẽ to hơn, cái bản lá nó to hơn và cái lá nó sẽ mỏng hơn nha bà con. Cách nhận dạng rất là dễ. Khi mà cái cây mít này nó to hơn một tí xíu nữa, Ly sẽ chia sẻ lại cho quý bà con chúng ta dễ hơn. Cái mắt mà để ra một cái lá này nè, cái cây mít sầu riêng nó rất là thưa, còn cái cây mít mơ á thì nó sẽ kết hơn nha. Cây này cũng khá là đẹp rồi. Thì ngày hôm nay Ly tổng hợp cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top loại cây giống mà bên Ly đang cung cấp cây giống nha. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.